Các thưa quý vị, hỗn loạn trong nhà tù ở California là một tù nhân thiệt mạng và nhiều tù nhân bị thương, tin từ Folsom, California. Một tù nhân bị giết chết và nhiều tù nhân khác bị thương trong một vụ hỗn loạn trong một nhà tù trong vùng ngoại ô Sacramento, California. Tin cho hay, một cuộc loạn đã giữa các tù nhân bùng nổ trước 1 giờ chiều hôm thứ Tư ngày 12 tháng 8. Năm tù nhân được đưa đến bệnh viện với những vết dao đâm và nhiều tù nhân khác bị những vết thương khác. Không có nhân viên nhà tù nào bị thương trong vụ hỗn loạn này. Các giới chức chưa công bố danh tánh tù nhân bị thiệt mạng vì còn chờ thông báo cho gia đình. Nhà tù cho hay các tù nhân đã sử dụng vũ khí tự tạo để tấn công nhau. Nhà tù này là nơi đã nổ ra nhiều vụ bạo lực trong những năm gần đây. Vào tháng 9 năm 2012, một tù nhân bị một nhân viên ganh gác bắn chết và 12 người khác được đưa đến bệnh viện bị bị dao đâm hoặc bị đập vào đầu trong một cuộc loạn đá với khoảng 60 tù nhân tham dự. Khoảng một năm trước đó, chín tù nhân được đưa vào bệnh viện với những vết thương do đạn bắn và dao đâm, cũng như những chấn thương do vũ khí không sắc bén trong cuộc loạn đã với 50 tù nhân tham dự. Đây là một nhà tù an ninh tối đa chứa khoảng 2.300 tù nhân, nằm ngay bên ngoài thủ phủ Sacramento của tiểu bang California.